Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với clip tiếp theo của Mr. Ngọc TV. Hôm nay tụi mình sẽ làm một món cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ độc lạ các bạn, đó là sinh tố rau muống ở đồng quê mình nha các bạn. Theo chân mình nha. Mình sẽ hái những đọt rau muống. Biết ăn được không nha các bạn. Để mình làm thử trải nghiệm thử. Cái này chắc cô không ai dám ăn. Mình cho muống này mình sẽ làm với nước dừa, sữa, như đây chắc đủ nha các bạn. Ok các bạn, đây là những nguyên liệu của mình trong buổi làm hôm nay nha. Đây là rau muống đồng, sữa Vinamilk tài lộc, sữa ông thằng tài, uống vô sữa thằng tài luôn. Nước đá, kéo, búa dao, viên trái dừa các bạn. Trái dừa siêu to không lòn. Rồi bây giờ mình bắt đầu chặt dừa nha các bạn. Xịt nước. Mình chạy xong rồi các bạn. Chạy mình đổ nước dừa vào chạy dừa. Nha các bạn, đây nước dừa trong vắt luôn. Bây giờ mình xay nha các bạn. Mình sẽ bỏ rau muống vô cây cối này nha các bạn. Các bạn đừng làm theo mình nha các bạn. Cái này mình thử nghiệm coi ăn ra sao nha các bạn, đừng có làm theo. Ăn vô không biết bị gì vô. Mình cắt cho nhỏ ra cho dễ xay một chút, xay mau nữa. Rồi gì dắt được đây nghe các bạn. Để mình khui sữa, nãy giờ chưa khui sữa. Khui sữa nè. Sao kéo, sao khui trời.
sạch sữa, sạch sữa, sạch sữa, sạch sữa này các bạn. Sữa quá trời. Mình thưởng thức thử miếng sữa ông thằng Tài không? Ông thằng Tài mà cũng có sữa. Giờ mình cho sữa vào đây nha bạn. Đó. Sữa cho vào. Mình thổi luôn nha bạn. Này cho sữa nhiều nhiều vô uống mới được nha bạn. Cho nó bánh hơi đắng vậy. Sữa ít quá là nó đắng nha bạn. Rồi chắc gì được nha các bạn. Giếm cái này quá ngon. Giờ mình sẽ bắt đầu ghim điện. Cho nó vừa vô nha bạn, quên cho nó vừa. Cho nó vừa vô. Chắc gì được nha bạn. Mình sẽ đậy nắp lại. Bắt đầu nha bạn. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy nhiều quá nó có xuống không? Để mình sửa lại. Nó nhiều quá các bạn. Nó xây không được. Cái mùi này các bạn, mình dán cho thêm sữa các bạn. Quá ngon. Sao nước không vậy? À giờ hết đá rồi nè. Đây, món ăn siêu độc và siêu kinh dị các bạn. Rồi cho đá vô bây giờ mình sẽ... Ok. Mình sẽ lấy ra bạn chùi lên đây. Đổ ra ly. Cái mùi nó đặc biệt lắm các bạn. Cái này mình chắc vớt cái nước quá bạn. Để mình vô lấy cái kia để vớt ra mới được. Ok nha bạn. Bây giờ mình đã chuẩn bị xong nha bạn. Cái này là cái đồ diễn vật lược cái gì? Để lược cái gì á. Nhưng mình sẽ lấy mình gót cái này vô. Ê, chết. Chảy ra ngoài tùm lum nha các bạn. Cái này không ngon rồi.
Thôi giờ dẹp nha ông bà đi, mình để mình uống đại luôn đi các bạn nè. À, mình gót cho mình uống đại luôn. Đó các bạn nhìn hấp dẫn không? Quá trời trực. Cái mùi này mình bảo đảm các bạn uống 100% là đi. Uống không được các bạn ơi, nó hôi lắm. Thôi nhẫn nhẫn trời nhớ. Nó vừa có mùi sữa rồi à, vừa muốn gì cái mùi nó hôi gì khó chịu không. Nó mình thử không, mình uống không được rồi các bạn ơi. Giờ mình cũng gán uống nha bạn, đúng phục vụ rồi. Nó béo mà, nó béo mà béo kêu gì á. Nín thở nha bạn. Ra nước mắt luôn các bạn ơi. Ok, nhà cũng gán uống nha các bạn, để uống hết cái này mới chịu. Rồi, cho em chém miếng sữa đi, cho ngọt quá. Cái này nhà bự. Thôi chế vô chắc uống cũng được ha. Uống đợi đi. Uống miếng nước dừa cái đi. Bắt đầu mấy bạn. 1, 2, 3. Sắp nha các bạn, uống cạn luôn các bạn. Mình cũng gán uống á, chứ uống đâu có nổi đâu. Giờ là mình uống hết nổi à. Mình cũng xin kết thúc clip tại đây. Mình xin dừng clip tại đây nha các bạn. Nếu bạn thấy hay hãy like, share, đăng ký kênh ủng hộ chúng mình. Bye bye bạn, hẹn gặp lại các bạn clip sau. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình.